chào mọi người, hôm nay tiếp tục ở phần trước chúng ta sẽ đến với video review chi tiết trống điện tử Medley DD225. Và chúng ta sẽ đi qua các phần chính: mặt trống, bảng điều khiển và cổng kết nối của bộ trống này. Giờ chúng ta bắt đầu nha. Trước khi mình đến với phần mặt trống DD225 Medley này thì mình sẽ chia sẻ một chút về cái cấu tạo của một bộ trống jazz, một bộ trống cơ. Một bộ trống jazz sẽ được cấu thành bởi một số cái trống cơ bản như là trống kick, là trống bass. Ở dưới mình sẽ dùng chân để mình đạp cái trống đó. Tiếp theo là mình gồm một trống snare, tiếp theo là gồm 3 tom, tom 1, tom 2, tom 3. Là từ tom 1 là cao nhất, tom 2 là âm ở giữa và tom 3 là âm thấp hơn. Tiếp theo là các cái mặt lá chập chen, thì chúng ta gồm một hi hat, một crash và một ride. Với những cấu tạo cơ bản của một bộ trống jazz như thế thì trống Medley DD225 cũng sẽ mô phỏng lại tương tự các bộ phận như vậy trên bộ trống này bằng các cái pad cao su như thế này. Trên bộ trống Medley DD225 này thì chúng ta cũng có những cái pad cao su thể hiện tương ứng vị trí các cái trống trên một bộ trống jazz thật. Như ở đây chúng ta có mặt snare nằm ngay trước mặt của người chơi trống. Tiếp theo là các mặt tom, tom 1, tom 2, tom 3. Tom 1 sẽ có âm cao hơn tom 2, tom 2 sẽ có âm cao hơn tom 3. Các vị trí của các lá, các chập chen ở đây là hi hat, nó sẽ nằm chích về phía bên tay trái của mặt snare. Ở phía trên cao, lá trên cao là lá crash. Kế bên sẽ là một lá crash nữa và nằm ở ngoài rìa bên tay phải bộ trống là pad right. Mọi cấu trúc đều được thiết kế giống như một bộ trống jazz bình thường, được đặt ở vị trí giống như vậy. Tương tự như vậy thì trống kick là trống bass cũng được thể hiện bằng một cái pad, một cái bàn đạp ở phía bên chân phải của các bạn, y như một cái pedal thật của trống cơ. Và hi hat, bàn đạp hi-hat cũng được thể hiện bằng một pedal ở bên chân trái của các bạn để các bạn điều khiển hi-hat, đóng mở hi-hat. Vậy thì câu hỏi đặt ra là với một cái mô phỏng vị trí chính xác với một bộ trống jazz như thế này thì mặt cao su của những cái pad ở trên Medley DD225 thì nó có tạo cảm giác giống như khi bạn đang đánh trống jazz thật hay là không? Chúng ta sẽ cùng xem. Mình sẽ nói thêm về phần setup các mặt trống. Thì đối với một người chơi trống jazz, chơi trống cơ rồi thì các cái mặt trống như thế này nó được bố trí hơi hẹp, hơi nhỏ, nó sẽ không có dàn trải như trên một dàn trống cơ bình thường. Cho nên là thời gian ban đầu khi mà chúng ta bắt đầu tập trên bộ trống này, nó sẽ mất một khoảng thời gian để chúng ta làm quen về mặt không gian của các cái mặt pad, với một số cái kỹ thuật như là những cái câu báo đó, thì mình sẽ phải làm quen với lại một cái không gian hẹp hơn. Do đây là một bộ trống portable, mang đi mọi lúc mọi nơi, tập ở đâu cũng được, cho nên là các cái mặt trống nó buộc phải được set up trên một cái không gian nhỏ như thế này thôi. Nhưng mà điểm cộng của các mặt trống cao su này là chất lượng cao su làm theo mình thì khá tốt. Đối với một người chơi trống thì một cái mặt trống thể hiện tốt lực phản hồi nó rất là quan trọng trong cái việc tập luyện và ra được một cái tiếng trống hay. Thì bộ trống Medley DD225 này mặt cao su làm cải thiện được vấn đề đó khá tốt. Đối với một bộ trống portable nhỏ như thế này thì mình đánh giá cao phần này. Kết hợp với một chất lượng âm thanh tốt, một mặt trống tốt thì mình nghĩ đây sẽ là một nhạc cụ, một cách tập luyện tinh gọn nhưng mà vẫn mang lại cho bạn một trải nghiệm tập luyện, một trải nghiệm âm nhạc, một trải nghiệm âm thanh tốt để bạn có thể cải thiện cái kỹ năng chơi trống của mình. Thì Medley DD225 đã đáp ứng được hai yếu tố quyết định đó, nên là mình nghĩ bộ trống này sẽ đem lại cho các bạn một trải nghiệm chơi trống
tuyệt vời. Vậy là hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn về các mặt trống của Medeli DD225. Hãy đón chờ phần 2 nhé. Mình sẽ giới thiệu thêm các chức năng thú vị có trong phần bảng điều khiển. Đừng bỏ lỡ nha. Đến ngay các hệ thống showroom của Minh Phụ Music tại số 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 và 98 Bành Văn Chân, phường 7, Tân Bình để trải nghiệm ngay mẫu trống này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.